Vâng, U-33 bao giờ cũng thế, rất hoành tráng, rất mạnh mẽ và có thể nói rằng là rất hoàn hảo nữa. Vâng, tôi sẽ thử luôn 88 phím bởi vì cũng không có gì để bình luận nhiều về một cây đàn tuyệt vời như thế này. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.